giá gia cầm hôm nay ngày mùng 1 tháng 8, giá vịt thịt tại các miền chênh lệch lớn, giá gà trắng miền Nam giảm thêm, cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày mùng 1 tháng 8. Phóng viên dân Việt ghi nhận thấy giá gà công nghiệp bán ra tại trại ở các vùng phía Nam vẫn có xu hướng giảm. Giá vịt thịt giao dịch tại các vùng mỗi nơi một kiểu. Giá vịt miền Bắc và miền Nam chênh nhau trên 10.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay, giá gà lông trắng miền Nam giảm liên tục. Chia sẻ giá gia cầm với chúng tôi nhiều chủ trang trại chăn nuôi tại các vùng đồng nai bình dương cho biết giá gà công nghiệp hôm nay bán ra tại trại ở các vùng này có nơi giảm chỉ còn 5.000 đồng đến 6.000 đồng mỗi kg. đang nói là việc tiêu thụ gà của bà con rất khó khăn. nhiều trại gà đến tuổi bán nhưng các thương lái vẫn không mấy mặn mà. giá gà xuống thấp, các thương lái cũng thu mua hàng rất kén trọn và nhỏ giọt khiến bà con chăn nuôi đã thua lỗ nặng này càng thê thảm hơn. bà phạm thi giang ở xuân lộc đồng nai nói. Giá gà công nghiệp giao dịch tại các vùng miền Nam cao nhất mới đạt 9.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp bán ở các vùng miền Bắc cũng đang có xu hướng giảm. Giá gà loại trên 3,3 kg mỗi con bán cao nhất ở Bắc Giang, Thái Nguyên mới được 23.000 đồng đến 24.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lai nuôi bán chăn thả ngắn ngày xuất bán tại trại ở Hà Nội, hòa bình cao nhất đạt gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn bán buôn ở các vùng hòa bình, Hà Nội. Vĩnh Phúc trên dưới 90.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà ta loại một bán nóc hàm tại các chợ dân sinh dao động từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi kg, tùy trống, máy. Giá vịt hôm nay, giá vịt hai miền Nam, bắc chênh nhau trên 10.000 đồng mỗi kg. Khi nhận giá vịt thịt hôm nay bán ở các vùng Hà Nội, chúng tôi thấy giá vịt bầu lai bán buôn cao nhất đạt 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ, bầu lai bán ở các vùng Bắc Giang, Phú Thọ. Vĩnh Phúc có nơi đạt 36.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trắng bán ở các vùng Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước phổ biến ở mức từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ hàng của bà con cũng rất khó khăn, nhiều chạy ẩm. Giá vịt bầu đất bán tốt mới đạt gần 40.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng ra hàng chống bán ở các vùng miền Bắc có nơi đạt gần 70.000 đồng mỗi kg giá vịt móc hàm bán ở các chợ dân sinh phổ biến từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá trứng gà công nghiệp, giá trứng gà đỏ bán ở các chợ dân sinh từ 3.600 đồng đến 3.800 đồng mỗi quả. Giá trứng vịt trắng bán cao nhất đạt 4.500 đồng mỗi quả. Giá trứng gà ta có chợ dân sinh bán trên 5.000 đồng mỗi quả. Ông Phạm Văn Dư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Dư Hoài, Sóc Trăng, cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch COVID-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng, loại lông trắng, nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư, gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày. Tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông Dư nói. Vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc ra cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng. Khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4kg. Mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây, giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản, vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm, chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg. Thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm thành phố Sóc Trăng, giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà vì chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế